Vào chiều ngày 28 tháng 9, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay cảnh một nữ công nhân bị đánh tới ngất xỉu trong nhà máy. Sự việc được cho là xảy ra tại một xưởng tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đoạn video cho thấy một người đàn ông mặc áo phông đỏ bất ngờ vung tay đánh thẳng vào mặt một người phụ nữ, hứng trọn cú đánh trời giáng. Người phụ nữ ngã ngửa ra sàn nhà ngất xỉu. Điều đáng phẫn nộ hơn cả là sau khi ra tay đánh người, người đàn ông đã quay lưng bỏ đi mà chẳng thèm tới quan tâm tới tình trạng của nạn nhân. Một số người đứng cạnh đó đã nhanh chóng đỡ người phụ nữ đứng dậy. Sau đó, một người đàn ông đã bế người phụ nữ tới phòng nghỉ ngơi. Theo nguồn tin từ báo chí, ông Lê Đức Thụy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đã xác nhận trên địa bàn có xảy ra một nam công nhân đánh nữ đồng nghiệp tới ngất xỉu. Ông Thụy cho biết sự việc xảy ra tại xưởng phun sơn của một công ty xi măng, khu công nghiệp Bào Xá, huyện Trảng Bom. Nạn nhân bị đánh là chị Dương Thị Hách, 40 tuổi, công nhân tại xưởng. Không cần biết ai đúng ai sai, thế nhưng sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề là không nên. Hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin lần sau.